lại với chương trình Tần số tình yêu. Và đến với vòng 3 này thì tất cả các bạn nam của chúng ta sẽ có cơ hội tương tác với bạn nữ chính nhiều hơn nữa. Đúng rồi, qua một trò chơi nho nhỏ. Và trò chơi hôm nay sẽ rất là khác lạ so với lại những tập trước luôn. Và trò chơi ấy sẽ như thế nào hả Trinh? Trò chơi ấy sẽ như thế này đây. Sẽ có một vật treo ở trên thanh sắt dài xuống ngang bờ má của hai người. Và hai người sẽ bị bịt mắt lại không thấy đường. Mình phải áp vào để cảm nhận bằng cái xúc giác. Hai người sẽ cùng một đội cảm nhận xem và nói cho người kia biết rằng là anh sẽ cảm thấy như thế nào nè, và em cảm thấy là như thế nào nè. Cùng nhau đưa ra một cái quyết định cuối cùng. Đúng. Bây giờ Thảo ơi, dạ, em chọn ai sẽ là người thi trước? Em chọn bạn ở giữa. Xin mời Duy lên sân khấu. Thời gian là 1 phút để hai bạn có thể đoán nha. Rồi, các bạn có thể nắm tay nhau. Rồi, ok. Đầu tiên sẽ là cái vật nằm ở trước mặt của bạn Duy. Rồi, ok nha. 1 phút xin được phép bắt đầu. Bạn Duy tiến tới. Duy tiến tới nè. Tiến tới nha. Rồi, tiến tới, thấy rồi, chưa? Qua bên phải Duy xíu. Chỉ có mình em cảm nhận được thôi. Má vô. Rồi, thấy là cái gì? Cảm nhận được cái gì? Rồi. Cảm nhận cái gì? Cảm nhận được cái gì? Nói đi, chứ lo cảm nhận không à. Cảm nhận chưa? Tờ giấy. Rồi, ok rồi. Giờ tới món thứ hai nha. Đi qua phía bên phải Thảo. Cả hai luôn. Tiếp tục. Di chuyển nữa đi. Rồi. Rồi, bước tới chút xíu nha. Áp má vào nhau đi. Thấy được chưa? Rồi. Thảo xuống xíu. Đúng rồi. Rồi, đoán đó là cái gì nào? Em thấy gì? Món gì? Tả. Duy ơi, áp má. Duy à. Cái gì vậy? Cà xinh gum. Tả. Cà xinh gum. Xinh gum, không phải. Không. Em nghĩ cái gì? Em không đụng được nó. Một phút sắp hết nha. 5 4 Cục gum. 3 Rồi. Chính xác, bỏ ra được rồi đó. Hay. Hay quá. Vậy là hai bạn đã hoàn thành xuất sắc. Hai má chạm vào nhau thì rất là thích. Sau khi chơi trò chơi xong thì em cũng có một cái món quà dành tặng cho Thảo. Món quà. Bây giờ là móc từ kia rồi đó. Ôi luôn hả? Quà của người ta Trinh ơi. Tại lâu quá không được tặng quà nên nó nôn. Tí nữa hiện tặng quà cho Trinh. Ôi ôi. Nóng bảo hiểm. Ôi dễ thương quá. Anh nghĩ tặng bông tặng hoa thì nó cũng sẽ tàn và héo thôi. Và anh muốn tặng cho em cái món quà này bởi vì anh nghĩ là em thích đi Đà Lạt. Anh cũng vậy, và anh muốn từ nay về sau em sẽ là người phụ nữ đằng sau yên xe của anh. Dạ, em cảm ơn. Em rất là thích món quà này và mong là sẽ có dịp giống như anh nói. Cảm ơn đi. Và bây giờ mời bạn thứ hai. Mời bạn số 5. Bạn Trương. Mời Trương. Thời gian xin được phép bắt đầu. Rồi. Chưa. Rồi, qua bên trái chút xíu. Đúng rồi, cái rồi. Món đồ nó nằm ở dưới, xích xuống xíu. Xuống xíu, chân thấp người xuống xíu. Đúng rồi, thấy được chưa? Đó là cái rồi. Gì? Ê, khoan, không thấy được cái vật, thấy được cái mặt nhau không à? Cái vật đó là gì? Tả. Nó là cái gì? Đó là cái gì? Cái miếng rửa chén hả ta? Cây bút không phải cây bút luôn. Trời ơi, thiệt ra tôi nghĩ hai bạn này không muốn chơi trò chơi luôn á, không muốn đoán luôn á hay sao á. Kìa kìa vậy nè. Khoan, nó đi ra rồi. cái lược. Rồi, chính xác. Rồi, chung nha, từ nha, bước qua bên phải của hai bạn hai bước. Rồi, là cái gì? Thời gian còn hết rồi nha. Rồi. Thôi, bây giờ, để tôi cầm nè. Rồi, đây nè. Trái banh, không phải trái banh. Ngửi nó đi. Chính xác rồi. Hai bạn cũng đã hoàn thành xuất sắc. Ok, cảm ơn bạn Trương rất nhiều. Mời bạn. Cảm ơn Trương. Rồi, vậy là hai bạn đã hoàn thành xong xuất sắc luôn. Bây giờ người thứ ba, xin mời Thảo. Thôi, bây giờ mời ba bạn xung phong. Theo khoáng, từ bình tĩnh. Tôi phải là người đếm. Nhanh tay thì trước. 1, 2, 3. Rồi, ok. Nhanh quá, mình nhìn qua giấy. Chơi rồi mà lên nữa à. Em tới được chơi. Một lần thôi. VT gì kỳ quá à, VT. Rồi. Rồi. Đức hay sao? Rồi em thấy Jun đứng cạnh bạn em.
Rồi bây giờ một phút xin được phép bắt đầu. Bây giờ vật thể ở phía bên của Thảo trước nha. Đi lên cái vật thể nào ơi, không được dùng tay. Rồi rồi, rồi. Đúng rồi. Ờ, đó đó đó, đúng rồi đó, đó đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ui ghê. Yên tâm, đó đó không phải là một con vật sống đâu bạn. Đó không phải là một vật sống. Không phải vật sống, không phải vật sống. Mềm mại lắm. Chứ con vật sống thì cắn bạn rồi. Cái này giống kiểu cái móc khóa treo. Rồi, chính xác luôn, chính móc xác. Móc khóa đúng, chính xác. Rồi bây giờ bước qua bên phải của Đức. Không, không đụng. Không được, rồi. Bên trái của Đức, bên trái của Đức. Cùng cảm nhận vật thể đang treo lơ lửng đi nào. Rồi, rồi. Đó, 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 đụng cái bon. Thời gian sắp hết nha. Cái 20 giây cuối cùng nha. Trang trí cây thông Noel. Trời ơi, quá hay, quá hay. Rất là âm cần, rất là chu đáo. Với một người lâu rồi không được nắm tay như mình thì mình có cảm giác rất là phấn khích. Cảm ơn Đức rất là nhiều. Mời Đức về vị trí của mình. Thấy chưa? Rồi, Đức ơi. Ai rồi cũng sẽ được chơi thôi. Rồi, tôi đếm nha. 3, 2, 1. Đúng mà. Lần nào em cũng chậm hơn người ta. Không hết phải thôi. Phải là người đến sau. Tại vì sao không? Khoảng cách mình nó xa quá. Và bây giờ sẽ đến phần của bạn Khánh và bạn Thảo. Bắt đầu. Rồi, bước lên phía trước, bước lên phía trước. Rồi, mất cái mặt xuống xíu nè. Rồi. Đó, áp đó, vật nằm ngay đó rồi đó. Cái gì đây? Cái gì đây? Khoan, khoan, khoan giả. Rồi, ok. Đúng. La rồi, xong rồi. Không thể nói gì được. Bước qua giả. Hai bạn hai bước. Bên phải à? Bên phải hai bước. Bên phải của hai bạn hai bước. Nữa, rồi. Nữa. Nữa, nữa, nữa. Rồi, 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 rồi. Nó ở giữa hai bạn luôn á. Ở giữa hai bạn luôn. Tiến tới, tiến tới. Rồi. Tiến tới đó. Cái gì đây? Gì mà nó cứng cứng? Chết rồi. Gì ta? Cái gì? Nó như thế nào? Nó như thế nào? Cứng cứng á. Cứng cứng. Rồi sao nữa? Sợ kẹp thật. Tóc à? Đúng rồi, kẹp tóc, đúng rồi, chính xác. Giỏi thật đấy. Giỏi quá, giỏi quá. Mình cảm thấy là rất là thú vị và vui. Kiểu như là có một chút rung động. Nó không phải là kiểu ngu, không phải là cái kiểu mà mình thích. Một thành viên cuối cùng. Thời em tới rồi. Tới hơi muộn thôi. Mời em. Em hơi bị tủi luôn á. Bây giờ sẽ là phần thi của Cung và Thảo. Một phút xin được phép bắt đầu. Rồi, rồi bây giờ ở bên Thảo trước đi. Ở bên Thảo trước đi rồi. Lên nè, lên nè. Bên phải hai người, hai bước. Rồi. Đang ở giữa hai người luôn á. Đang rồi, giữa hai người. Rồi cái đầu thấp xuống, đầu thấp xuống. Cung sát vô, đúng rồi. Bật nó như thế nào? Anh chưa cảm nhận được. Hả? Nó sần sần. Nó sần sần. Nó có vẻ nhột nhột. Hả? Vẻ nhột nhột. Nó nhột nhột. Cái đầu ghê em á. Chút xíu nữa, chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Bây giờ muốn đổi không? Muốn đổi không? Dạ đổi. Đổi, rồi, đổi, qua đổi. Bên rồi. Phải, qua bên trái hai người đi, qua bên trái hai người đi. Rồi, rồi. Rồi, tiến tới, tiến tới. Tiến tới. Rồi, xem cứ xét lại mặt hả là đó. Rồi. Cái gì, cái gì? Cái gì? Hai cái đều bằng cao su luôn. Cao su. Nó như thế nào? Vô, vô, vô. Nó như thế nào? Phải bóng bay à? Không phải bóng bay. Gợi ý, đồ chơi. Gần hết thời gian rồi nha. Gối rồi ta. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Rồi mời hai em bạn gỡ ra. Mở bịt mắt ra. Khó đúng không? Khó. Nhưng mà cái phần mà... Trong quá trình á, mình trong đoán quá... mới là thú vị. Đúng. Khá là ấm áp vào cái lúc đó. Mình mong muốn là sẽ tìm được một nửa của đời mình còn lại. Bởi vì mình cũng đã cô đơn rất là lâu rồi.